Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy nhập khẩu giá rẻ. Trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn một số dòng xe Exciter 150 này, Vigner V3 này, Exciter 155 á. Thì giá xe mới nhất á, anh em nào mua thì chịu khó mình tham khảo á. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì em Luyến á, hỗ trợ giới thiệu em Luyến á. Hello cả nhà ha, lại là Kim Liên đây. Mà chị review cho cả nhà về giá xe mới nhất của dòng xe Tycoon ha. Hiện tại thì dòng Tycoon trong tháng 10, tháng 11 này cũng đang có xu hướng là có một số dòng thì tăng giá, có một số dòng thì giảm giá nha. Nhưng mà khi mọi người mua xe có đặt lịch hoặc là liên hệ trước cho em Luyến có số điện thoại hoặc là Zalo 0905299064 ha. Khi mua xe có đặt lịch mua xe trước được hỗ trợ giảm ngay 2 triệu đồng xe đi lại ha. Kèm thêm là một combo quà tặng trị giá 3 triệu đồng cho anh em. Áp dụng giá xe và ưu đãi duy nhất thì có liên hệ trước cho em Luyến thôi ha. Đầu tiên là về một mẫu xe bản sơn 3D màu bản 550 ha, màu tím đen này. Tím đen là màu này là màu sơn lên cho cả nhà. Em đã có lên tem rồi mọi người là màu vàng này và màu đen ha. Đó. Về màu zin mới đủ màu nha cả nhà. Hiện tại thì 150 màu zin thì giá thấp nhất nhiều em? 41.900, còn màu sơn cộng thêm cho em đến 2 triệu ha. Đây có một em xe màu xanh GB cũng rất là đẹp luôn. Sơn theo phiên bản Monster nha. Mức giá cũng chỉ có 41-43.900 thôi. Chạy trước cho em Luyến chỉ cần duy nhất là 5 triệu là có thể sở hữu ngay. Tại vì thông thường những clip mà mình quay bên này toàn bộ màu sơn nên anh em kiểu nó bây giờ cũng quen rồi. Chủ yếu là thích mình quay màu thôi. Yeah. Rồi, bây giờ bên này thì có M155 nè. Màu là màu trắng đỏ hoặc là đỏ trắng. Ai phong cách thích màu nào thì có liên hệ Luyến để sở hữu ngay về một em ha. 155 thì giá nhiêu em? Mức giá thì chỉ có 41.900 đối phiên bản chìa khóa và 43.900 đối phiên bản khóa 6 bắc cây. Liên hệ trước cho Luyến giảm ngay 2 triệu ha, chỉ cần trả trước 5 triệu đồng là có thể đứng xe nha. Và bên Luyến có hỗ trợ là ship xe toàn quốc mọi người luôn. Anh chị em mua tiền mặt mà ở xa thì có thể liên hệ Luyến để hỗ trợ ship xe toàn quốc nha. Đối với Vigner hữu màu luôn. Yeah. Đối với phiên bản CBS thì đang có mức giá cho mọi người là 33.900, ABS thì đang có mức giá là 36.900 nha. Trả trước đối với dòng xe Winner thì chỉ có 4 triệu thôi, cầm duy nhất 4 triệu là có thể sở hữu ngay về xe rồi nha. Mới đi em. Mới dòng này. Hai màu nha. Đây hai màu xe có sẵn đây cũng như đại diện qua cho cả nhà là màu trắng đen và màu xám đen ha. Hai em này thì đang có mức giá cho mọi người là 52.900 nha. Trả trước cho em Luyến chỉ cần duy nhất là 8 triệu là có thể sở hữu ngay về một em xe nha. Áp dụng khi mua xe có đặt lịch hoặc là liên hệ trước giảm ngay 2 triệu đồng xe đi lại cho cả nhà nha. Rồi ok, thì đó là giá xe, anh em nào mua thì liên hệ. Cảm ơn chị bạn đã xem clip, xin chào và hẹn gặp lại.